chúng ta cũng hãy đưa đôi tay của chúng ta cao lên để tôn ngợi Ngài. Vua muôn vua là Chúa của các thần, là đáng ngoài nghi, và suy tôn điều thuộc về Ngài. Đưa đôi tay lên cao còn thờ phượng Chúa, với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là Chúa chí cao, lòng con ơi tôn vua. Đưa đôi tay lên cao, đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa. Với cả tâm linh của chúng ta, với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu, Giê-xu là vua trí cao, lòng con ơi tôn vua. Vua trên muôn vua, Chúa của các thần, Ngài hiển vinh trong tấm lòng này. Chúa đang oai nghi, Chúa đang oai nghi, vinh thiên suy Ngài, mọi suy tôn thuộc vua. Đưa đôi tay lên cao còn thờ phượng Chúa, với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là vua trí cao, lòng con ơi tôn vua. Vua trên muôn vua, vua trên muôn vua, Chúa của cả thần, Ngài hiển diện trong tấm lòng này. Chúa đang oai nghi, Chúa đang oai nghi, vinh thiên duy Ngài, mọi suy tôn vô phu. Hallelujah. Và Chúa ơi, mọi suy tôn được thuộc về Ngài. Là nơi đây chúng con hướng lòng, hướng cả linh hồn chúng con, tâm trí và sức lực của chúng con về Ngài. Cùng nhau chúng con tôn vinh danh của Ngài là Jesus Christ, vua trên muôn vua, là Chúa các thần. Vì hễ khi nghe đến danh Jesus, mọi đầu gối trên trời dưới đất và bên dưới đất hãy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi xưng tôn Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng con ca ngợi Ngài, chúng con dâng trình những lời ca, tiếng hát, sự hợp phụ của chúng con lên trên cánh tay quyền năng của Ngài. Chúng Ngài đói xem bộ lễ chúng con trong buổi tối ngày hôm nay, và những điều mà chúng con cầu nguyện với Ngài. Chúng con tin rằng Chúa là đấng đang nghe và nhận lời cầu xin của chúng con. Ngài là đấng thành tín, Ngài sẽ làm thành những điều mà chúng con kêu cầu Ngài. Vì Chúa là đấng ban cho lòng chúng con những điều ước ao và không từ chối sự mà chúng con cầu xin. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Chúng ta hãy cùng nhau đến và công bố rằng trong Chúa là sự sống của chúng ta, trong Chúa là nguồn hy vọng, là sức mới của chúng ta. Hallelujah. Trong Cha là sự sống con, trong Cha là sự mới con, trong Cha là niềm hy vọng, trong Chúa ơi Cha. Trong Cha là sự sống con, trong Cha là sự mới con, trong Cha là niềm hy vọng. Con ca sứ con tôn vinh Ngài, con tôn vinh Cha bằng tất cả đời sống.
với cho cả tâm sự, với cho cả đời sống và tất cả hy vọng còn từ nơi Chúa. Trong Cha, trong Cha là sự sống con, trong Cha là sự mới con, trong Cha là niềm hy vọng trong Chúa. Hỡi Cha, trong Chúa, hỡi Cha, trong Chúa, hỡi Chúa, chỉ trong Cha. Alleluia, alleluia. Và Chúa, chỉ trong Ngài là nguồn hy vọng, sức mới của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì thì giờ phước hạnh Chúa ngài cho chúng con được đến gần Ngài trong sự khen. Chúng con nguyện tôn vinh Ngài, hát khen Ngài bằng tất cả đời sống, tất cả sức lực của chúng con. Cô chú anh chị, chúng ta hãy tiếp tục đến với Chúa trong sự cầu nguyện thời giờ này. Bằng tất cả sức lực, còn tôn vinh Cha bằng tất cả đời sống, với cho cả tâm sự, với cho cả đời sống, tất cả hy vọng còn từ nơi Chúa. Con tôn vinh Cha bằng tất cả sức lực, con tôn vinh Cha bằng tất cả đời sống, với cho cả tâm sự, với cho cả đời sống, và tất cả hy vọng con từ nơi Chúa. Chúa, tất cả hy vọng chúng con được đến từ đây. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con đến gần ngay của Ngài, và lòng chúng con một thỏ nguyện khi mà chúng con tôn vinh Ngài. Chúa Giêsu, chúng con suy tôn. Còn nữa, chúng con nguyện đưa thành cao đôi tay của mình cầu nguyện tôn vinh thập phượng là vua, là Chúa, đấng chủ thể đời sống của chúng con. Giờ này lòng con hướng về Ngài, tôn ngợi Giêsu Chúa oai nghi. Mọi lời chúc an tôn vinh duy thuộc về Ngài thôi. Quỳ nơi đây,
trọn lòng con đây con biết. Giờ này lòng con thương về Ngài, tôn ngợi Giêsu Chúa Hoài Nghi. Mọi lời chúng ta con vinh xin thu về Ngài thôi, quỳ nơi đây trọn lòng con đây con vinh. Cùng nhau đưa cao đôi tay và cất tiếng hát vang đến ngôi Ngài. Tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Tại nơi đây Chúa được tôn cao. Chúa, giờ này lòng chúng con hướng về Ngài. Giờ này lòng con hướng về Ngài. Tôn ngợi Giêsu Chúa Hoài Nghi. Mọi lời chúng ta tôn vinh trọn lòng con đây tôn vinh. Cùng nhau đưa cao đôi tay và cất tiếng hát vang đến ngôi Ngài. Tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Cùng nhau đưa cao đôi tay và cất tiếng hát vang đến ngôi Ngài. Tại nơi đây Chúa được tôn cao. Cùng nhau đưa cao đôi tay và cất tiếng hát vang đến ngôi Ngài. Tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Cùng nhau đưa Chúa được tôn cao. Tại nơi đây Chúa được tôn cao. Tại nơi đây Chúa được tôn cao. Con tôn cao ngàn Chúa, con tôn cao. Cả tàu vẫn đang hướng về Ngài thật vinh hiển phí Chúa. Con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao. Là Giêsu Chúa con hằng tôn cao. Con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao. Ngài thật vinh hiển, Chúa
con tôn cao, Ngài Chúa con tôn cao, Ngài là Giê-xu, Chúa con hàng tôn cao. Là Giê-xu, Chúa con hàng tôn cao. Là Giê-xu, Chúa con hàng tôn cao. Chính Chúa là đấng mà chúng con đang tôn vinh, là đấng mà chúng con ngợi khen. Vinh diệu thay là danh của Ngài. Chúa chúng con ngài vĩ đại thay. Chúng con công bố rằng mọi nước, mọi quyền ở trên thế gian này sẽ đến thờ lạy Chúa trong những ngày sắp tới. Chúng con tin điều đó. Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con để trên đời sống bước đi chúng con với ngài, chúng con được vững vàng. Đức tin của chúng con đặt chọn vào nơi ngài là gốc rễ, là cội nguồn đức tin. Ngài là bằng đá góc nhà, vì ngôi nhà linh của chúng con đang xây cất ở trên ngài sẽ tiếp tục được vững vàng, vững chãi trước những cơn sóng gió, trước những phong ba của cuộc đời này. Chúng con nhờ cậy Chúa. Và chúng con biết rằng mọi người chúng con bắt tỏ và chúng con chẳng thể làm gì nha hồn cả. Chỉ có Chúa là đấng đang đối xem chúng con, để thấy được sâu trong tâm can, trong tấm lòng của chúng con. Chính Chúa sẽ làm việc lớn của ngài trên đời sống chúng con, giúp chúng con được biến đổi, giúp chúng con được trở nên một con người trọn vẹn ở trong ngài. Xin Chúa ngài tiếp tục, ngài tiếp tục làm việc của ngài, ngài tiếp tục những kế hoạch lớn lao, những kế hoạch bình an, những kế hoạch phước lành của Chúa trên đời sống chúng con. Và chúng con cũng nguyện tiếp tục bước đi theo ngài. Chúng con nói rằng chọn đời sống chúng con thuộc về ngài. Cảm ơn Chúa vì thì giờ phước lành chúng con được gần ngài, chúng con được tôn vinh Chúa. Chỉ tập trung vào mình ngài, tập Chúa vào mình. Chúng con cảm ơn ngài. Thì giờ tiếp theo chúng con đến với lời của Chúa, là sự sống, là những điều quý báu mà chính Chúa muốn dạy dỗ chúng con gì đó trong ngày hôm nay. Vì thánh linh của ngài là thần lẽ thật sẽ dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, tiếp tục gia tăng thêm hơn nữa cho chúng con sự hiểu biết về ngài, tiếp tục cho chúng con kinh nghiệm nhiều hơn nữa về ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì bây giờ, vì những của lễ chúng con dâng lên cho Chúa trong buổi tối ngày hôm nay, Chúa ngài đẹp lòng. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hiệp ý cùng nhau cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy Hiếu rất là nhiều. Cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy Hiếu rất là nhiều. Dạ thì giờ này xin mời chú Đinh Công Thiện sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta học lời Chúa qua mục sư Lý Hoài Bảo. Dạ. Dạ mời chú mở mic lên. Dạ được rồi. Mọi người biết xin dâng lời cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah, con lớn tiếng ngợi khen ngài. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa một buổi tối tốt lành, Chúa ơi, lại
Chúa lại cho phép chúng con cùng nhau ngồi dưới bệ chân Ngài. Chúng con thờ phượng Ngài, tôn vinh Ngài và học lời của Ngài nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Buổi tối ngày hôm nay xin Chúa ban ơn ban phước cho chúng con là con cái của Chúa và những người ở trên đường râm này. Xin Chúa sức dầu cho chúng con để cho chúng con luôn được tươi mới, chúng con luôn được tinh sạch để chúng con bước vào nghe và học lời của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa ban ơn ban phước cho ông mục sư của chúng con là người chia sẻ lời Chúa buổi tối hôm nay. Khi ông chia sẻ thì thiên sứ của Chúa bảo vệ ông và gia đình ông luôn được bình an trong sự bảo vệ từ nơi Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật của Ngài trong buổi tối ngày hôm nay để cho chúng con học và nghe lời của Chúa, được gặp gần trong Thánh Linh Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con xin trình dâng tất cả con cái tôi tới Chúa ở Hội Thánh Thiên Ái của chúng con và trên đường rung này lên bóng cánh quyền năng của Chúa, và chúng con nói rằng chúng con yêu Chúa và chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Đinh Công Thiện. Thì giờ này xin mời mục sư Lý Hoài Bảo sẽ có lời Chúa cho Hội Thánh. Xin mời mục sư. Amen. Cảm ơn Chúa Thiện rất nhiều. Dạ. Merry Christmas cả anh chị em ạ. Giáng sinh lại về ạ. Cảm ơn Chúa vì chúng ta ở trong một cái mùa thật là tuyệt vời. Trong những ngày qua chúng ta học rất là nhiều về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Tôi tin rằng tất cả anh chị em chúng ta đã biết và hiểu. Và không những thế, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta đã biến thành hành động để trong mùa Giáng sinh này thật sự Chúa không những Giáng sinh trong đời sống chúng ta, nhưng mà Ngài sẽ Giáng sinh trên tất cả nhân loại này trong đất Amen. Việt Nam của chúng ta. Kính thưa Thánh, chúng ta thấy rằng buổi tối hôm nay tôi sẽ học chung của Hội Thánh với một cái chủ đề, đó là lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Và Kinh Thánh tôi mượn ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 đến câu 25. Có thể mời các bạn kỹ thuật có thể đọc giùm tôi ạ. Các bạn sẽ theo dõi Kinh Thánh có thể đọc giùm tôi. Dạ. Ma-thi-ơ đoạn mấy mục sư? Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 18 đến câu 25. Chủ đề đó là lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Dạ, con xin phép được đọc lời Chúa. Vả sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy: khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một con trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này, một con gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Dạ, xin hết. Cảm ơn nhớ rất là nhiều. Trước khi học lời Chúa tôi xin được cầu nguyện. Chúa, con nhớ lời cảm ơn Ngài vì thì giờ chúng con được thờ phượng Chúa chung với nhau. Thì giờ chúng con cùng suy gẫm lời của Ngài để rồi Chúa ơi, nguyện Thánh Linh của Ngài ở trên con cùng hỏi thầy trên ông bà anh xem chúng con, xin dẫn chúng con dầm mọi lẽ thật. Xin Chúa Ngài tự do trong thời gian này để Ngài được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện quyết báo của Chúa Giêsu quy phụ chúng con, để chúng con không bị mất tập trung, nhưng mà chúng con sẽ nghe, hiểu biết về lời của Chúa và được Thánh Linh Ngài hành động tự do trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Mọi vinh hiển thuộc về Chúa. Con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta thấy được
Tôi chúng ta nếu quý vị thấy hơi ồn á là tại vì các em thanh niên đã đang tham gia chương trình với ở Sài Gòn trong những cái chương trình múa hát của ở trên Hội Thánh Sài Gòn có tổ chức Giáng sinh, cho nên tôi thật sự xin lỗi. Kính Hội Thánh, trong đoạn kinh thánh này chúng ta thấy được là nói về ông Joseph và bà Mary, và khi đọc cả đoạn này thì chúng ta thấy được rằng kể cả bốn sách quốc âm, ta thấy rằng ông Joseph ông hình như là không có nói lời nào hết, không có lời nào hết, nhưng mà ông là người của hành động, ông là người của làm chứ không phải là nói nhiều, ông cũng không có nói nhưng mà chúng ta thấy được điều ông là gì, ông là người trung tín, ông là người hành động, mà ông cũng là người trung tín, yêu thương và kiên trì nữa. Chúng ta thấy ngày hôm nay ở thế gian này đó thì có nhiều người nói rất là nhiều, thậm chí là nói giỏi và thậm chí là nói hay nữa, nhưng mà sao nhưng mà không làm gì cả nhưng mà không làm gì cả. Vậy thì một câu hỏi đặt ra cho tôi và anh chị em buổi tối nay, tôi có phải là người nói hay là hành động? Tôi có phải là người nói hay là làm? Mỗi anh chị em phải tự cho xét đời sống của mình. Và có nhiều người nói là sao ôi tôi yêu Chúa lắm, tôi muốn hầu Chúa, tôi muốn làm điều này điều kia, nhưng mà kết cục thì không làm điều gì cả, không làm điều gì cho Chúa cả. Và Chúa thì luôn luôn muốn cho bạn chị em lời nói về việc làm chúng ta phải đi đôi với nhau. Lời nói về việc làm chúng ta phải đi đôi với nhau. Bởi vì sao Bởi vì Kinh Thánh nói sao? Lời nói nếu không có việc làm thì giống như là đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Hay là nếu mà nghe như thế là đinh tai nhức óc lắm, thì nó không có ích lợi gì cho ai cả. Cho nên xin Chúa cho tôi bạn chị em. Tôi nhắc lại, trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng ông Joseph, ông là người của hành động. Ông ít nói, hình như là ông có nói lại nào, nhưng mà ông hành động. Và ngày hôm nay chúng ta thấy trong ngoài những người xã hội ngày hôm nay, có nhiều người họ nói rất là nhiều, nhưng mà họ nói rất là giỏi, rất là hay, nhưng mà không làm gì cả. Và thậm chí có những người Cơ Đốc nhân nữa, nói yêu Chúa, nói muốn hầu việc Chúa, nói làm điều này điều kia cho Chúa, nhưng mà rốt cuộc không làm gì cả. Nhưng mà Chúa thì muốn tôi bạn chị em, đặc biệt là dân sự của Chúa, lời nói và công việc làm của chúng ta phải đi đôi với nhau anh chị em ơi. Amen không ạ? Phải đi đôi với nhau. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho. Và nếu chúng ta nói mà chúng ta không làm thì giống như đồng kêu lên chập chỏ vang tiếng mà thôi. Và cái nói những điều đó nó chỉ cho làm cho người ta mà đinh tai nhức óc người khác thôi. Nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho, nó sẽ không giúp ích gì cho. Kính thưa anh, điều thứ nhất tôi và anh chị em học về ông Joseph buổi tối hôm nay, ông là người của sự quân bình. Ông là người của sự quân bình. Ở đây chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 1 câu 19 kỹ thuật như thế này. Joseph trong người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn to đem để nhẹ. Khi nói là có nghĩa là nói về một người công nghĩa hay là công chính. Còn nói là có nghĩa là người đó sống đúng với cái tiêu chuẩn hay là sống đúng với cái luật lệ của Chúa, không đi ra khỏi cái luật của Chúa. Đó là người công nghĩa. Rồi, ở đây Kinh Thánh cho tôi biết sao? Joseph là người có nghĩa. Có nghĩa. Ở đây điều thứ nhất chúng ta biết được một điều đó là sao? Ông không muốn Mary mang xấu. Trong cái câu Kinh Thánh này, ông biết rằng Mary mang thai. Và Kinh Thánh là sao? Ông không muốn Mary mang xấu. Nhưng mà bây giờ ông là người gọi là công chính. Ông là người sống đúng với tiêu chuẩn của Chúa. Ông là người sống đúng với luật lệ của Chúa. Thì tại sao phải làm như thế nào? Cho nên là chúng ta thấy cái cách giải quyết của ông Joseph như thế này. Có nghĩa là ông là một người rất là giữ luật, rất là nghiêm ngặt. Ở trong Phục Truyền đoạn 22, 23 đến 24 nói như thế này. Khi một con gái đồng trinh đã hứa rã cho một người nào và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cung, thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết. Con gái trẻ bởi vì không có la lên trong thành, người con trai bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Ấy ngươi sẽ cắt sự ác khỏi giữa mình là như vậy. Ở đây luật của Chúa nghĩa là công nghĩa là ông làm đúng theo cái luật của Chúa. Thì đúng theo luật của Chúa có nghĩa là sao? Là không thể nào một người nam người nữ có nghĩa là không bao giờ ăn ở chung không nha. Đây là điều Chúa dạy. Và Kinh Thánh là sao? Là không có được quan hệ tình dục trước nhân. Mà nếu có quan hệ tình dục trước nhân thì cả hai đều phải chết. Cả hai đều phải chết. Đó là luật của Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta đó là cái vụ mà có nghĩa đó. Đó là người có nghĩa là như vậy. Nghĩa là không có ra khỏi luật của Chúa nhưng mà làm đúng cái luật của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy ông Joseph là người quân bình. Quân bình, ông không những là người có nghĩa nhưng mà Kinh Thánh trong ta sao? Ông có tình yêu thương. Ông có tình yêu thương. Ông không muốn Mary bị bưu xấu. Kinh Thánh nói là ông không muốn Mary bị bưu xấu.
À, có một bản dịch thì nói là ông không muốn Mary bị mang tiếng. À, có nghĩa là sao? Ông không có khắc nghiệt. Ông không có khắc nghiệt khi ông biết rằng bà Mary là mang thai. À, bà cũng không có, ông có hỏi Mary là tại sao cái thai này là bà Mary để mà kết hôn đến ngày mà thể là thành hôn một ngày mà hạnh phúc nhất cuộc đời của ông. Nhưng mà bây giờ thì lại là nghe tin là bà Mary mang thai. Cho nên đó là, nhưng mà nắn là sao? Ông đối xử một cách không những công nghĩa, ông từ hôn, nhưng mà ông cũng có tình yêu, đó là âm thầm, hay là không muốn cho Mary bị biêu xấu. À, nhưng mà ông có sao? Có tình yêu thương, có sự cảm thông. Và ông đã làm điều đúng, có nghĩa là sao? Không tiến tới hôn nhân, nhưng mà sao? Yên lặng từ hôn. Quân bình, không phải là lực cái căn đã làm, nhưng mà sao? Ông yêu thương. Bằng cách là ông cũng biết rằng cái điều mà Mary đang làm đó thì sẽ rất là ảnh hưởng mà Mary. Và ở đây ông kinh thánh nói sao? Ông âm thầm, có nghĩa là yên lặng từ hôn. Chúng ta thấy là cái tình yêu của ông Joseph. À, kính thưa hội thánh, điều này cũng dạy chúng ta điều gì? Chúng ta cũng có thể làm đúng, chúng ta có thể có những chuyện chúng ta có thể làm cái lẽ. Nhưng chúng ta, nếu mà chúng ta sẽ là người khắc nghiệt á, là chúng ta không có tình yêu. Có gì chúng ta không thể nào mà nói là cái thẳng đường mà không thể được. Không thể được. Ví dụ như ông Joseph nói bây giờ bà Mary phải không? Mang thai rồi. Ông nhất là bây giờ. Xong nghe lúc đó bà Mary chắc chắn là bị nhắm đá chứ. À, nhưng mà kinh thánh là sao? Không những ông giữ lực, nhưng mà ông lại là có tình yêu thương. Ông âm thầm. À, ông đối xử với bà Mary không có phải hà khắc. Hay là ông có một cái sự cảm thông, có một cái tình yêu thương. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho. Chúng ta thấy ngày hôm nay, mỗi ngày chúng ta đang sống trên thế giới này, cách cư xử của tôi và anh chị em, nó có công chính, có nghĩa là rõ ràng, đâu ra đó. Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến cái cảm xúc hay là cái tình cảm của người khác. Cảm xúc hay là tình cảm của người khác. Để chúng ta học tư gương con nhiều sao. Người có nghĩa là người không phải là để làm cho cái lẽ, nhưng mà phải đặt ở trong đó là tình yêu. Đặt ở trong đó cái sự cảm thông, đặt trong đó là cái sự mà để mà biết được cái người khác, nghĩ đến cái cảm xúc của người khác. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho. Đó, điều này không phải là mình dung túng. À, cái thánh là sao ạ? Công chính hay là có nghĩa đó thì chúng ta nói lên sao ạ? Có nghĩa là chúng ta không có lên án khi có người nào đó làm sai hay là chúng ta Chúa muốn tôi và chị em là nhỏ nhẹ yêu thương họ, rồi chỉ cho người đó cái sai của họ, giống như tinh thần ở Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15 lời Chúa chỉ: nếu anh em như phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người, khi chỉ có ngươi một mình người nghe lời thì ngươi được anh em. Dạ. Dạ cô chú dành thì giờ cầu nguyện cho cái đường truyền bên mục sư Lý Hoài Bảo ạ. À. Không bị trục trặc. Dạ ổn chưa? Dạ rồi, mục sư nói tiếp đi. Vẫn bị đứng hình đó nha mục sư ơi. Con lên chảnh, con nói cho Quỳnh nhảy qua đổi qua đây đi, chú nhảy chạy lên chảnh liền. Dạ. Mọi người cầu nguyện đi chú đổi. Dạ dạ dạ. Dạ thì giờ là con sẽ mời cô con xin mời cô Thạch Dung ạ, sẽ cầu nguyện. Cầu nguyện cho đường truyền hả? Dạ dạ. Tắt cái mít đi lên. Rồi được rồi. Xin phép được con ạ. Lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài có hiện diện ở tại nơi đây. Chúa kêu chúng con trong danh người
Giêsu, con công bố chúc phước trên đường truyền mạng internet tất cả mọi nơi chúng con ngồi trong danh nguyên Chúa Giêsu. Con cầu nguyện Chúa ban phước trên đường truyền tại chỗ một sư Đức Hoài Bảo. Xin Chúa cho đường truyền được hanh thông. Xin sự sức giàu của Chúa bẻ gãy mọi xiềng xích, mọi sự cầm buộc nào mà ngăn trở trong giờ chia sẻ lời Chúa. Trong danh nguyên Chúa Giêsu, tôi cột trói tất cả mọi sự ngăn trở ở trên đường truyền làm cho mạng internet bị ngăn trở trong danh Chúa Giêsu. Con công bố chúc phước cho đường truyền ngay giờ này. Xin Chúa ban ơn trên lời của Ngài, ban ơn trên mục sư Lý Hoài Bảo được đầy ơn. Chúa cho ông mở miệng ra được tự do mọi bề trong ơn của Chúa. Con cảm tạ Cha. Thì giờ này con dâng hội thánh Chúa lên tay của Ngài. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Dung. Dạ, xin mời mục sư Lý Hoài Bảo tiếp tục. Dạ, xin lỗi con không nghe gì hết à. Nó bị tè tè không mà mục sư ơi. Rút cái dây kia ra. Nghe chưa? Dạ được rồi, dạ được rồi mục sư. Rồi. À, xin lỗi hội thánh là nãy giờ các cháu mà nhảy múa vừa xong rồi, ở dưới thì đừng truyền yếu quá. Kính hội thánh, tôi nhắc lại một điều nữa. Ông Joseph là người có nghĩa là chúng ta thấy rằng ông là một người làm theo lời của Chúa, không đi ra khỏi lực của Chúa, nhưng mà làm đúng theo những gì Chúa dạy. Và nếu mà làm đúng theo những gì Chúa dạy thì sao ạ? Bạn mới đi chắc chắn là phải bị năm đá chết. Và không những thế ảnh hưởng ông nữa, nhưng mà kinh thánh cho ông ta biết là ông âm thầm từ hôm, có nghĩa là ông vừa là người có nghĩa, là không có đi ra khỏi lực của Chúa, nhưng mà ông vẫn có một điều nữa là ông quân bình, đó là ông có tình yêu thương, ông có một sự cảm thông. Và đây là điều dạy cho tôi và anh chị em trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ đối diện với nhiều điều. Có những cái chúng ta không phải là thẳng không, không phải là làm ra lẽ, không phải là làm cho nó rõ ràng. Nếu mà chúng ta làm như thế đó thì sẽ có một cái sự gọi là bị ảnh hưởng đến cái cảm xúc của người khác. Chúng ta phải để ý cái cảm xúc hay là cái suy nghĩ của người khác. Đây là cái điều mà xin Chúa dạy cho tôi và anh chị em để học cái bài học về ông Joseph đây. Nhưng mà Kinh Thánh dạy cho tôi và anh chị em ở trong Matthew đoạn 18 câu 15 nói như thế này: nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. À, đây là cách giải quyết riêng. Nghĩa là mình không phải là làm thẳng, nhưng mà mình phải trong cuộc sống mình sẽ va chạm rất là nhiều. Nhưng mà có những cái mình sẽ khuyên, mình sẽ yêu thương, nhỏ nhẹ để rồi chỉ cho người khác cái điều sai của họ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em công chính cũng như là yêu thương hay là công nghĩa. Một điều nữa chúng ta học ở Joseph đó là gì? Ông là người của sự dân phục. Ông là người của sự dân phục. Ở trong Matthew đoạn 1 có 24 Kinh Thánh nói như thế này: khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ chỉ thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình. Điều thứ hai chúng ta học đó là ông là một người dân phục. Joseph làm y như lời thiên sứ. Kinh Thánh cho chúng ta biết như vậy. Rồi để Chúa dùng chúng ta, Chúa cũng muốn tụi anh chị em phải dân phục Chúa một cách hoàn toàn như vậy. Chắc chắn trong phòng Zoom này anh chị em ai cũng muốn được Chúa dùng hết. Nhưng mà Chúa muốn tụi anh chị em sao? Hãy làm y như những điều mà Chúa dạy, có nghĩa là dân phục Chúa một cách hoàn toàn. Dân phục Chúa. Và cái cách dân phục của ông Joseph như thế nào? Ở Matthew đoạn 1 câu 20 nói như thế này: song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ở đây Kinh Thánh là sao? Khi mà ông là người dân phục, ông dân phục điều gì? Và bắt đầu ở đây thiên sứ báo cho ông biết ông đang ngẫm nghĩ gì đó, thì thiên sứ đến nói cho ông là sao? Trong giấc chiêm bao: hỡi Joseph con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi đang chịu thai đó là bởi Đức Linh. Và cái cách ông dân phục như thế này, thứ nhất đó là ông đem vợ về ở với mình. Quý vị cứ nghĩ đi, một người phụ nữ mang bầu, mang thai mà chưa có được cưới gả, mà bây giờ đem về có cái bụng bầu như thế, thì chúng ta thấy đi, cả làng xóm sẽ dị nghị như thế nào? Cả làng xóm sẽ dị nghị ra sao? Rồi nhiều người á sẽ đối diện giống như ông Joseph, ông đối diện với cả xóm cả làng, rồi đối diện trong gia đình của ông như thế nào? Chúng ta thấy không ạ? Kính hồ đánh. Có những điều tôi và anh chị em chúng ta không giải thích được. Trong cuộc sống của mình cũng vậy. Có những cái sự khó khăn mình gặp, mình không bao giờ mình giải thích được. Ví dụ như khi chúng ta tin Chúa về gia đình, nhiều khi gia đình đó không có hiểu biết, rồi người thân cũng vậy, hay là cả làng của mình bắt bớ mình, rồi họ bàn tán, họ cô lập mình, họ chế cười mình. Chúng ta không có giải thích liền được. Bởi vì chúng ta mới tin Chúa mà, làm sao giải thích hết được.
Cho nên trở lại cái câu chuyện này, chúng ta thấy sao? Ông Joseph, ông dân phục một cách trọn vẹn. Ông dân phục Chúa một cách trọn vẹn. Đó là đem vợ về ở với mình. À, dù là bị dị nghị bởi người đời, nhưng mà ông vẫn dân phục Chúa. Ông dân phục Chúa. Đây là điều mà Chúa dạy tôi và anh chị em. Những gì Chúa dạy tôi và anh chị em, những gì Chúa biểu tôi và anh chị em làm, nếu có những điều chúng ta không hiểu đó, hãy cứ tiếp tục dân phục Chúa. Dù là có những lời dị nghị, dù là có những con người mà họ cô lập mình, hay là họ giống như là họ hiểu lầm mình đó, làm cho mình gặp khó khăn, nhưng mà hãy vững tin nơi Chúa. Anh chị em ơi, hãy vững tin nơi Chúa. Và chúng ta thấy sao? Ông Joseph, khi chúng ta dân phục lời Chúa đó, thì Chúa sẽ có lời giải đáp cho chúng ta. Khi dân phục, chúng ta cứ trước nhất cứ tập dân phục Chúa đi, thì Chúa sẽ có lời giải đáp cho chúng ta. Dân lời Chúa, hãy vững tin nơi Ngài. Và điều thứ hai ông Joseph làm ở trong chỗ mà ông là người dân phục á, thứ nhất là ông đem bà Mary về. Thứ hai nữa là ông gì ạ? Ông đặt tên con. À, ông đặt tên con. À, trong Ê-sai đoạn 43 câu 1 thì nói như này: bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Israel, Ngài là Đấng đã tạo nên ngươi. Phán như vậy, đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Ở đây Kinh Thánh cho ông ta biết thiên sứ đến báo tin cho ông Joseph và nói với ông Joseph hãy đặt tên con là Giê-xu. Hãy đặt tên là Giê-xu. Và Kinh Thánh cho ông ta biết ông dân phục, không những dân phục đem bà Mary về ở với mình. À, rồi bây giờ ông dân phục tiếp nữa là chúng ta, ông đặt tên con theo cái sự hướng dẫn của thiên sứ. Ông đặt tên con là Giê-xu. À, Joseph đặt tên con của mình mang ý nghĩa là có nghĩa là khi ông đặt tên con, có nghĩa là ông chấp nhận, ông dâng lời Chúa, ông chấp nhận là Chúa Giê-xu cũng giống như là kể như là con mà trên cái hộp pháp hay là trên giấy tờ, trên cái hộp pháp hay là giấy tờ. Và chúng ta thấy mà Chúa Giê-xu á, gia phả của Chúa, ông Joseph á, thì chúng ta thấy là sao, ông thuộc về dòng dõi của nhà vua David. Ở trong đoạn 1 câu 17 nói đó, Joseph là thuộc về dòng dõi nhà vua David, mà David là dòng dõi nhà vua, dòng dõi hoàng tộc. À, và khi Joseph đặt tên đó, con của mình, ông dâng lời, ông đặt tên con của mình là Giê-xu, cũng có nghĩa là sao? Joseph chấp nhận con của mình ở trên phương diện đó là pháp lý hay là giấy tờ. Kính thưa Thánh, trở lại, tôi muốn nói một điều thứ hai, đó là Joseph, ông là người dân phục. Thứ nhất, ông là người có nghĩa, không những là sống đúng theo lực của Chúa, nhưng mà ông cũng sống bày tỏ tình yêu thương. Điều thứ hai đó là ông dân phục Chúa một cách hoàn toàn bằng cách là đem bà Mary về nhà mình ở. Thứ hai là đặt tên con của mình là Giê-xu, có nghĩa ông chấp nhận Chúa Giê-xu trên mặt pháp lý là con của ông. À, và ở trong đoạn 1 câu 21 nói như thế này: ngươi sẽ sinh một trai, ngươi khác đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Kính thưa anh, khi chúng ta dâng lời Chúa, khi chúng ta làm theo cái sự chỉ dẫn của Chúa, thì đó là lúc chương trình, mà đó là lúc chúng ta giữ phần trong chương trình cứu rỗi của Chúa cho nhân loại này. Cho nên hỏi anh chị em, buổi tối nay, bài học của ông Joseph. Thứ nhất là ông là người có nghĩa, thì cái cách xử sự của ông không những là làm theo lời Chúa, nhưng mà phải đặt trong tình yêu thương nữa. Điều thứ hai chúng ta thấy là cái sự dân phục của ông Joseph, đem vợ về với mình, rồi đặt tên là Giê-xu. Và bởi cái sự dân phục đó, và Chúa cũng muốn dạy tôi và anh chị em, khi chúng ta dâng lời Chúa đó, làm theo sự chỉ dẫn của Chúa đó, đó là lúc chúng ta giữ phần trong chương trình cứu rỗi của Chúa cho cả nhân loại này. Amen không ạ? Kính thưa Thánh. À, rồi một điều nữa chúng ta thấy ông Joseph dân phục điều gì ạ? Ông dâng lời Chúa dù là không có sự bảo đảm nào. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 13 14, cái điều thứ hai chúng ta thấy ông tiếp tục ông dâng lời trong cái sự dâng lời của Chúa của ông Joseph nè. Không những dâng lời đem Mary vợ, không những dâng lời đặt Chúa Giê-xu, tên của con là Giê-xu, nhưng mà ở trong đây chúng ta thấy ông dâng lời trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 13 14 nói như thế này: sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. À, Joseph đang chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. Bây giờ ông đã dâng lời đem bà Mary vợ, rồi bây giờ tiếp tục Chúa kêu là dâng lời đặt tên là Giê-xu. Chúng ta thấy cái áp lực của ông Joseph không?
Nếu anh chị em là tôi, nếu chúng ta là những người mà đầu phục Chúa, để cho Chúa hướng dẫn đời sống của mình, để cho Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình, mà cái sự dẫn dắt của Chúa luôn luôn là giống như là làm cho cái điều mà chúng ta phải ở trong một cái tình thế rất là khó khăn như vậy, chúng ta có dâng lời giống như Joseph không? Rồi bây giờ cái nánh hay sao mà vừa hai cái chuyện đó vừa xong, thì bây giờ là ban đêm, lại là nửa ban đêm, nửa phía, cái nánh hay sao mà bắt đầu thiên sứ lại báo cho ông là sao, hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua giúp tôi. Bà Mary mới sinh đó, con còn rất là nhỏ. Rồi bây giờ ẵm con đi trốn còn không nói gì. Bây giờ thêm người phụ nữ mới sinh nữa, chúng ta thấy đâu có khỏe mạnh đâu. Mà Kinh Thánh nói cho ông ta biết sao, ông chờ dậy và đem con trẻ và mẹ ngài lánh qua nước Ai Cập. Ông dâng lời liền. Anh chị em ơi, nhiều khi Chúa sai mình đó, nhiều khi Chúa kêu mình đó, mình cũng dâng lời đó, nhưng mà mình thường thường dâng lời 50-50. Có những cái mình khó khăn quá, cái mình muốn chùn bước. Xin Chúa dạy cho tôi và anh chị em. Ở nơi đây ông Joseph Kinh Thánh cho chúng ta biết sao, ông vâng lời. Ông không có nói một lời nào cả. Ông là một người có sự hành động. Chúa nói ông dân phục một cách hoàn toàn luôn. Đem bà mới đi về ở. Rồi bây giờ đặt tên là Giê-xu. Chúng ta thấy một cái sự dị nghị của từ gia đình, từ cộng đồng, từ xã hội sẽ như thế nào. Nhưng mà ông vẫn dâng lời Chúa, vẫn dâng phục Chúa. Rồi bây giờ con trẻ chưa được lớn bao nhiêu á, lúc bây giờ thì theo Kinh Thánh cho ông ta biết chắc cũng cỡ một tuổi mấy. Thì bây giờ á là kêu, ban đêm kêu ông á là hãy chờ dậy, dẫn con trẻ và mẹ ngài trốn qua Egypto đi. Nhưng mà Kinh Thánh cho ông ta biết sao, ban đêm á ông chờ dậy, Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đem lánh qua nước Egypto. Ông dâng lời một cách hoàn toàn. Đây là một cái điều tôi và anh chị em phải học. Không phải dễ, không phải dễ đâu. Nhưng mà xin Chúa Thánh Linh ngài giúp đỡ cho tụi anh em. Bởi vì khi ông Joseph ông dâng lời như vậy đó, thì chúng ta thấy sao, chương trình cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho nhân loại này được thực hiện, được thực hiện. Rồi cái một điều ông dâng lời trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 19-21 như này: nhưng sau khi vua Hê-rốt băng hà, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Ai-cập mà truyền rằng hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ nó đã chết rồi. Bây giờ mới qua đây chưa có gọi là an cư lập nghiệp, cái câu mà người đời người ta hay nói, nhưng mà ở đây sao chưa dĩ chân thì bắt đầu là thiên sứ lại báo ông hãy đi về đi, giờ vua Hê-rốt đã chết rồi, người muốn giết con trẻ đã chết rồi. Rồi ông tiếp tục: nếu tôi và anh chị em đặt vào trường hợp của Joseph, chúng ta sẽ nghĩ như thế sao? Cho nên anh chị em ơi, anh chị em yêu dấu của tôi, buổi tối hôm nay Chúa muốn hội thánh của Chúa, Chúa muốn chúng ta phải lan rộng ra. Và nhiều khi có bởi tiếng gọi của Chúa, bởi sự dâng mình của anh chị em, bởi sự dâng phục của anh chị em, được bất cứ nơi đâu mà hội thánh của Chúa hay là Chúa sai phái anh chị em đó, thì hãy amen đi. Tôi thấy nhiều người bỏ lỡ cái cơ hội này rất là tiếc. Tôi thấy nhiều người bỏ cái cơ hội rất là tiếc. Chúng ta thấy bà Mary mà khi mà bà sức giàu cho Chúa Giê-xu, bà có cơ hội là bà cứ phục vụ Chúa, không bao giờ mà phàn nàn, kể cả là tổn thất tiền bạc hay là dù là danh dự của bà cũng, bà cũng không màng tới, miễn sao có cơ hội là phục vụ Chúa. Cho nên đây là một buổi tối hôm nay tôi muốn nói với tất cả các ông bà anh chị em và tất cả các bạn trẻ, nếu mà hội thánh Chúa mà kêu chúng ta làm công việc Chúa thì chúng ta hãy amen làm liền, đừng có từ chối, đừng có diện lý do này lý do kia anh chị em ơi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tụi bạn chị em. Và chúng ta thấy là trở lại câu chuyện này, Chúa dùng chiêm bao hay là sự hiện thấy, Joseph dâng lời làm theo y như lời, Kinh Thánh nó làm y như lời. Ngày hôm nay chúng ta không có chiêm bao, chúng ta cũng có những cái chiêm bao, cũng có những khải tượng hay là những sự hiện thấy. Và ngoài những cái chiêm bao, khải tượng, sự hiện thấy đó, thì cũng có Kinh Thánh để hướng dẫn cho tụi bạn trẻ. Chúng ta amen ạ. Và Chúa muốn tụi bạn trẻ mới dâng theo. Hội thánh nơi đây chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều về cái sự hiện thấy này, về cái sự chiêm bao này. Đó, tôi muốn kể cho anh chị em nghe. Lúc trước khi chúng tôi đi truyền giáo, lúc đó ở đằng nhà Vũ Em á, chắc chị Tám Lệ còn nhớ, chị Liên còn nhớ. Khi đó thì thường thường là tối là cầu nguyện để sáng đi truyền giáo. Tối đó cô Út bắt đầu sáng lại nắm tay vòng tròn cái 60 người thôi. Cái cô Út này, tối hôm qua cô Út thấy cái con rồng nó bị chặt cái đầu, mà cái đuôi nó dãy, cái bằng là dãy, cái bằng là mọi người là phải tạc cho hết á. Quý vị biết không? Sau đó đúng như vậy, chúng tôi đi xuống dưới đó bạn, là cái kỳ đó mà gặp cái bà mà bà gượt ra tới xong nó tắm
không biết nói lại con nhớ không? Đó đó là chúng tôi đụng độ cái trận đó. Tại vì mấy ngày trước cầu nguyện là bắt đầu đủ quỷ là ra liên tục, nhưng mà lại tới ngày hôm đó thì gặp một cái ca là cái cô này là gọi là thầy bùa đó. Khi chúng tôi cầu nguyện thì bắt đầu cũng đánh, cũng múa giỏ lại rồi, khi rồi thậm chí cũng lấy luôn giật nguyên cái cây mà có đinh không có trọng á, cũng quất chúng tôi luôn. Nhưng mà sau quất luôn, nhưng mà mấy cây đó mà chúng ta biết là nó gắn vô vách đó, cây tràm á, đóng đinh vô vách đó mà cũng rút ra thì nó đinh không à. Một cái đập mà đập vô tay tôi đỡ đỡ, nhưng mà không sao chứ. Con rồng nó mà nó bị chặt đuôi rồi. Nó bị chặt rồi, nó chỉ còn cái đuôi thôi, nó chỉ dậy chết mà thôi. Amen không ạ? Và tôi công hallelujah. Đồng ngày hôm nay nó cũng đã bị thất bại rồi. Nó bị chặt rồi anh chị em, đừng có sợ. Đừng có sợ hả? Amen không ạ? Nó đã thất bại rồi. Cho nên chị em ơi, nó chỉ có giống như nó làm cho chúng ta, nó quẩy quẩy, nó làm giống như cho chúng ta sợ. Cho nên nó chị em đừng sợ. Ma quỷ nó là cái nó bị chặt rồi. Giống như ngày hôm nay có thể là corona, covid này, có thể anh chị em có nhiều người, bởi vì mình ở trong thế gian mà, chắc chắn mình sẽ cũng có sẽ đối diện với những điều mà ở thế gian này. Nhưng mà hãy nhớ một điều đó, con rồng đó nó đã bị thất bại rồi, nó bị chặt ngang rồi. Thất bại rồi. Amen không ạ? Đã dây rồi. Cho nên cho tôi và anh chị em. Rồi sau nữa, có lần đó tôi nhớ cũng cái sự hiện thấy. Ở đây Kinh Thánh cho tôi biết sao Chúa dùng chiêm bao hay là sự hiện thấy hay là thiên sứ đến. Mà ở đây chúng ta thấy ông Joseph, ông thấy sự hiện thấy và ông hiện đến để nói cho ông hay là thiên sứ báo cho ông. Có lần đó chúng tôi cũng sáng lại đi truyền giáo. Cái đầu giáo tối đó tôi nhớ là chị Liên hay là chị Tám Lệ nói là tối hôm qua sao tôi ngủ cho thấy gặp công an giao thông. Ai Tám? Tám hay là chị Liên Tám? Tám không thấy. Cô Liên. Cô Liên. Cái cô Liên đấy, sao tôi thấy công an giao thông gặp hỏi mình á, chặn xe của mình á. Quý vị biết không? Sau đó cái anh em tôi rất là tin vào cái sự hiện thấy và là tiên tri cũng như những điều mà Chúa cho anh chị em và tôi. Bắt đầu cái nói này, bữa nay nha, ai có bằng lái xe nha mới lái nha. Ai không có bằng lái là không được lái. Lúc đó ai cũng nói tôi có bằng lái, tôi lái, tôi có bằng lái. Tại mấy ngày trước thì sao? Mệt thì đổi. Nhưng bữa đó thì sao? Ai có bằng lái cứ mới được lái. Tại vì đã là đó. Rồi là quý vị biết không, khi như thế đó cũng chúng tôi đi xuống dưới đó bà dạy các điểm nhóm rồi chia nhau dạy nhiều điểm, nó xong trên đường về thì quý vị biết không, cũng là không có tập trung kỹ. Cho nên chính anh Vũ em á, là người á, anh có bằng lái nhưng mà có bằng lái anh bị sao Tám quên này, bị bắt hay là bị mắc? Bị mắc phải để nhà hay gì đó lâu á. Nè, đã hơn ngay từ đầu á mình nói là sao á, khi mà đi đó nhớ hãy lấy, mọi người hãy đem theo cái bằng lái nha, còn có bằng lái hãy chạy, không có bằng lái đừng chạy. Đã ok hết rồi, nhưng mà rốt cuộc cái công an thổi mà quý vị biết không, đi bốn xe qua không thổi chiếc xe nào, hỏi ngay chăng cái chiếc của anh Vũ là cái anh mà quên bằng lái. Quý vị thấy rồi, sau đó chúng tôi về chúng tôi mới nói tại sao mà Chúa đã cho thấy rồi mà mình không vâng lời. Mình không vâng lời thôi. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta thấy là sao, ngày xưa Chúa dùng chim bao, Chúa dùng sự hiện thấy, hôm nay không những Chúa dùng khải tượng, chim bao, sự hiện thấy, nhưng mà Chúa cũng dùng Kinh Thánh nữa. Cho nên anh chị em ơi, tôi và anh chị em tuyệt vời lắm, hội thánh chúng ta tin vào những điều đó, bởi vì tất cả những thứ để ban cho hội thánh, để gây dựng hội thánh. Amen ạ. Amen. Kiện toàn để hội thánh phát triển. Cho nên anh chị em ơi, xin Chúa cho để rồi chúng ta sẽ tiếp tục mà sử dụng những cái điều mà hội thánh mà những người mà hiện thấy đó, thì quý vị hãy tấn tới nữa, đừng ngưng lại. Trở lại câu chuyện này, chính hồi đó chúng ta thấy sao, ông Joseph là người có nghĩa là ông không có đi ra khỏi lực của Chúa, ông làm đúng lực của Chúa, nhưng mà lực của Chúa thì trước hôn nhân không được quyền kết hôn, trước khi kết hôn không được quyền ăn ở trước hôn nhân. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh cho ông ta sao, không những ông có nghĩa nhưng mà ông có tình yêu thương. Mẹ. Ông hiểu được, ông cảm thông được bà Mary. Cho nên là ông âm thầm từ hôn. Và đây một điều mà một người mà ít nói nhưng mà hành động. Chúng ta thấy cái gương của ông Joseph. Điều thứ hai chúng ta học ông Joseph đó là ông là người không những là người có nghĩa nhưng mà ông là người gì nữa? Ông là người dân phục. Ông dân phục có nghĩa là làm ý theo lời của Chúa dạy, đưa Maria về ở chung với mình. Dù là có những lời dị nghị, quý vị cứ nghĩ đi, một phụ nữ mà mang thai đó
mà về mình ở ngày hôm nay á, gì Việt Nam mình nó có còn những cái nơi mà gọi là giống như phong kiến vậy đó, người nữ mà có thai về là phải kèo cửa sau tôi đây rồi nhảy qua lửa, không biết trong đây quý vị còn ai còn giữ cái này không ạ? À? Chung chó. Đấy, mình xin Chúa giúp đỡ cho mình. À, nhưng mà nó kinh thánh cho chúng ta biết sao ông Joseph nói điều đó không phải là đồng lõa với cái điều mà quý vị, những người làm sai, nhưng mà xin Chúa cho tôi và anh chị em chúng ta phải hiểu được ở đây kinh thánh là sao ạ? Joseph dân phục Chúa, và khi ông dân phục Chúa thì ông làm gì? Ông đem bà Maria về ở, rồi ông dân phục thứ hai đó là ông dân phục đem Chúa Giêsu, đặt tên Chúa Giêsu là có nghĩa là ông chấp nhận là Chúa Giêsu là con mà trên pháp lý giấy tờ. Rồi một điều dân phục đó là khi dù là bà Maria mới sanh hay là con còn nhỏ, nhưng mà Chúa kêu là hãy lánh qua Ai Cập thì ngay tức khắc ông đi liền. Hôm nay Chúa muốn tôi bạn cho em, khi mà cơ hội hầu Chúa, cơ hội mà Chúa kêu tôi bạn cho em làm gì đó, hãy làm liền, đừng có chần chừ. Anh chị em ơi, chúng ta thấy được đó là bởi cái sự dân phục của ông Joseph đó mà chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho nhân loại được hoàn thành. Amen không ạ? Amen. Kính hội thánh, muốn nói với một điều với quý vị một điều, đó là chúng ta thấy được cái cuối cùng đó là cái kết quả của ông khi những gì ông Joseph ông sống có nghĩa ông sống dân phục, và cái kết quả của ông đó là như thế này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1:22 nói như thế này: mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng. Mọi việc đã xảy ra để gì ạ? Để ứng nghiệm lời Chúa đã phán, đã dùng đấng tiên tri phán. Có nghĩa là những sự việc ông Joseph ông dân phục á, thì cái sự ứng nghiệm lời tiên tri đó mới được ứng nghiệm. Amen. Tiên tri đó mới được ứng nghiệm. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2:15 nói như thế này: người ở đó cho tới khi vua Herod băng hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng ta đã gọi con trai ra khỏi xứ Ai Cập. Những cái lời, cái sự dân phục của ông Joseph đem lại cái đó là lời tiên tri được ứng nghiệm. Rồi trong Ma-thi-ơ đoạn 2:23 đó thì cái cuối 2:23 nói như này: vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri đã nói rằng người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Kính lời đó. Khi chúng ta sống quân bình, công nghĩa, yêu thương, khi chúng ta dân phục Chúa mà tiếp nhận cái ơn cứu rỗi của Chúa hay là vào lòng mình rồi đó, rồi để Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đó, giống như Joseph đó, thì trong đời sống ta thì chương trình của Chúa sẽ được thực hiện qua đời sống của tôi và anh chị em. Chương trình của Chúa là thông qua đời sống của tôi và anh chị em để cho sự cứu rỗi của Chúa cho toàn thể nhân loại này. Amen. Ở cái sự dân phục của tôi và anh chị em đó, chúng ta phải dân phục gì ạ? Phải nhớ một điều đó là khi Chúa Giêsu giáng sinh, ngài cũng đã dân phục bởi Cha của ngài, từ thiên đàng ngài xuống thành người. Rồi ngày nay chúng ta, Chúa cũng muốn tôi và anh chị em để rồi bởi cái sự dân phục của Chúa đó mà tôi và anh chị em là kết quả của Chúa Giêsu, bởi sự dân phục của Chúa Giêsu. Rồi bây giờ một câu hỏi đặt ra: nếu mà nhiều người khác bởi sự dân phục của tôi và anh chị em thì nhiều người khác họ sẽ nhận được ơn cứu rỗi từ nơi Chúa. Amen không ạ? Ai là người nhận ơn cứu rỗi từ nơi Chúa? Bởi cái sự dân phục của tôi. Kính thưa đánh, để kết thúc bài chia sẻ buổi tối hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em một điều này: chúng ta là Chúa đi làm chứng, đi ra nói về Chúa, đi bất cứ nơi đâu thì chương trình của Chúa cho nhân loại này sẽ thực hiện. Sáng này thì nghe cái tin là mẹ Tí qua đời của Chúa, tôi biết rằng mẹ đang vui với Chúa, bởi vì mẹ đang mà vui và hạnh phúc, bởi vì bên đấng mà mẹ yêu thương và hầu việc, bên đấng mà mẹ yêu thương và hầu việc. Và trong những cái năm mà 2005 tôi ở Malaysia, và tôi cảm ơn Chúa bởi sự dân phục của bà ngoại hay là của mẹ Tí. Mẹ thì hầu Chúa mẹ âm thầm thôi, nhưng mà bởi sự mà dân phục đó, mẹ đi qua Malaysia. Và tôi biết được mẹ thì mẹ không có giảng dạy nhiều, nhưng mà mẹ chỉ khích lệ, và những cái lời mẹ nói thì nó in sâu vào tâm trí tôi rất là nhiều. Và tôi gặp gỡ Chúa cũng từ đó, và tôi thấy được cái đời sống của mẹ, qua đời sống của mẹ. Lúc đó thì ở Malaysia thì chúng tôi ở nơi đó thì đa số là những người, lúc đó tôi còn làm trong công ty,
và nhiều người thì anh em qua đó làm rồi họ 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 trốn ra ngoài, bởi vì qua đó thì công ty làm không có tiền hoặc là không có việc cho nên không có tiền, rồi họ trốn ra ngoài. Và những người trốn ra ngoài nó rất là đông, lúc bây giờ thì họ phải đến nhà thờ ở, và bởi sự dân phục của mẹ, mẹ đã đi qua Malaysia. Và tôi thấy rằng mỗi một ngày, tôi nhớ lúc đó mẹ nói trong mỗi một tháng mẹ được 2.000 lương mà mẹ phải mà lo ăn uống cho anh em ở nơi đó là hết số tiền đó, hết số tiền đó. Và cho tới năm 2009, quý vị biết mỗi một bữa ăn có khi 20 người, có khi lên tới 50 người mà ăn từ sáng cho tới tối. Tại vì bất cứ người những người Việt Nam mà lao động á, rồi trốn ra ngoài đó, lúc bây giờ đâu có chỗ tá túc đâu, thường thường đến ngay cái ngôi nhà của Ni Lai ở tại Thiên Ái, Thiên Ái ngay Ni Lai á, thì nơi đó nhiều khi bà ngoại về thì mẹ tiếp tục công việc, nhưng mẹ cứ âm thầm mẹ hầu của Chúa. Rồi mẹ là người không có ra mặt nhiều, chắc lẽ hội thánh chúng ta nhiều người biết, rất là biết, bởi vì mẹ đã, rồi không những thế mẹ về đây, khi mà tôi nhớ những ngày ở bên đó đó thì nhiều khi mẹ tâm sự, mẹ có nói, tôi nhớ hoài mẹ dạy, nói mình phải có những cái ước mơ cho Chúa, ước mơ mình ước mơ đâu có tốn tiền đâu. Và lúc đó nói con cũng ước mơ đi Mỹ mẹ ơi. Tôi nhớ mẹ vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thật sự Chúa cho tôi cũng được đi qua Mỹ à, đó bởi cái lời của mẹ và nhiều cái sự dạy dỗ của mẹ. Khi về lại trường Cái Nánh thì mẹ vẫn tiếp tục về Việt Nam thì ghé thăm chúng tôi, rồi chăm sóc, nấu ăn, rồi cũng đi mua đồ cho chúng tôi. Rồi khi về lại Cà Mau thì chúng ta thấy là họ đánh ở đây bởi sự dân phục của bà ngoại, bởi sự dân phục của mẹ. Và mẹ cũng những năm tháng mà mẹ ngoại về thì mẹ ở nơi đây thì chúng ta thấy là nó không có tiện nghi như ở Mỹ, và mẹ phải xa con rồi cháu, nhưng mà bù lại đó là mẹ vâng phục Chúa. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có hội thánh nơi đây, hội thánh nơi bởi sự dân phục của ông Joseph, mà chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu cho cả nhân loại này bởi sự dân phục của mẹ Tí. Mà cảm ơn Chúa, hội thánh Thiên Ái cũng đã được sự chăm sóc của mẹ và đã được như ngày hôm nay. Cho nên thì giờ này tôi muốn anh chị em mỗi người hãy lắng lòng lại để rồi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho mình học bài học giống như Joseph, giống như mẹ Tí là người đã đi trước, để rồi chúng ta sẽ thấy được cái chương trình của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu không những cho người Cà Mau nhưng mà cho cả thế giới này. Và đây là lúc mà chúng ta dù buồn nhưng mà tôi tin rằng mẹ vui vì công việc của mẹ làm, mẹ hầu việc Chúa và mẹ đang vui với cái đấng mà mẹ đang phục vụ. Cho nên thời giờ này trước khi chúng ta cầu nguyện, tôi muốn mời em Hiếu sẽ hát bài hát. Hiếu ơi. Dạ, em xin lỗi mục sư, có thể là thầy Hiếu bận mục sư ơi. Thì giờ này chắc mời, tôi sẽ mời một vài chị em sẽ dâng lời cầu nguyện nha. Mời cô Mười cầu nguyện. Xin hỏi thánh hiệp ý tôi dâng lời cầu nguyện ạ. Thầy Chúa kính yêu của chúng con, Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và cực đại. Ngài là Đức Chúa Trời tự có và hằng có. Ngài là Đức Chúa Trời tạo hóa toàn năng, Ngài khôn ngoan giàu có. Ngài cũng là đấng cứu rỗi. Chúng con rất là biết ơn Ngài. Lạy Chúa vì chương trình tốt lành của Ngài cho mỗi đời sống của chúng con. Buổi tối hôm nay chơi chúng con dâng lời cảm tạ Ngài. Chúng con không đủ lời đủ tiếng mà cảm ơn vì kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng con.
Cảm ơn Chúa vì thì giờ mà chúng con được ngồi dưới bệ chân của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương chúng con, Ngài biết được nhu cầu của chúng con, Ngài dùng đầy tớ của Ngài là một sư Lý Hoài Bảo để rồi nhắc nhở cho chúng con trong bước đường hầu việc Chúa. Chúng con là những người được lựa chọn, chúng con được dự vào chương trình cứu rỗi mà Ngài luôn để yêu thương và đáp ứng nhu cầu cho chúng con. Chúng con rất là biết ơn Ngài. Buổi tối hôm nay bài học về Joseph, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con nhớ lại tình yêu ban đầu mà khi mà chúng con trở lại với Chúa, chúng con rất là biết ơn Ngài. Vì qua đời sống của Joseph, ông là người có nghĩa, ông tuân thủ lực của Ngài, vì ông không ăn ở trước công nhân mà ông làm theo cái tình yêu thương và im lặng để rồi ông dâng phục Ngài. Và Chúa ơi, cho chúng con thấy được điều đó. Và ông cũng là người dân phục Chúa một cách trọn vẹn. Ông vâng lời đem bà Mary về không kể điều xấu xa. Và ông cũng vâng lời Chúa mà đặt tên. Và ông cũng vâng lời Chúa mà chấp nhận. Lạy Chúa cho chúng con thấy được điều này. Và Chúa ơi, vì sự dân phục của ông mà chúng con có được chương trình cứu rỗi này. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội hết cho mọi đời sống của chúng con. Khi mà chúng con bước đi theo Ngài, chúng con không nhận được điều này. Chúng con cũng chưa có làm được đẹp lòng của Ngài. Vì chúng con cũng còn lấn cấn trong điều mà chúng con không có nghĩa. Và chúng con còn điều mà chưa có vâng phục Chúa một cách trọn vẹn. Chúng con nói mà chúng con không có làm. Nói mà không làm, chúng con không có hành động giống như Joseph. Xin Chúa tha thứ cho mọi đời sống chúng con vì mọi cái sự không dân phục mà Chúa ơi, chương trình cứu gọi còn nghẹt ngòi. Chúa, buổi tối hôm nay thật lòng là chúng con xin Chúa tha thứ hết cho tất cả ông bà chị em con và chính mình con. Điều nào mà chúng con còn vướng dắt, điều nào mà chúng con còn động lại mà không được, chương trình của Chúa không được lan ra, thì Cha ơi, buổi tối hôm nay chúng con công bố rằng Ngài đã tha thứ cho chúng con dồi dào. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa tiếp tục ở cùng để rồi phục hồi lại cho đời sống chúng con. Để chúng con cũng giống như tấm gương Joseph là những người có nghĩa. Không chỉ chích anh em mình và im lặng để rồi chờ đợi. Im lặng rồi chờ đợi giống như Joseph. Và chúng con đón nhận cái sự dân phục, vâng lời, làm theo lời của Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con có khải tượng chiêm bao mặc khải giống như Joseph nữa. Chúa ơi, để rồi qua điều đó, chúng con nhận biết một Chúa một cách rõ ràng, kinh nghiệm Chúa riêng tư một cách cá nhân của mình. Qua đó chúng con vâng lời Chúa một cách trọn vẹn, thì kết quả chương trình của Chúa sẽ được, lời của Chúa sẽ ứng nghiệm. Lời tiên tri mà phán ra cho chúng con đều là ứng nghiệm và đời sống chúng con sẽ được biến đổi. Chúng con cảm ơn Ngài. Qua sự cứu rỗi mà chúng con nhận được, thì chúng con cũng đem tình yêu này cho người, cho những người xung quanh, và không phải đất nước Việt Nam của chúng con không, mà nội nước mọi nơi, mọi dân tộc nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con không quên dâng lời cảm tạ Ngài vì Ngài sử dụng ngoại lộc và mẹ Tý, vì sự dân phục của ngoại lộc và dân phục của mẹ Tý, và hội thánh Thiên Ái được mở ra, và qua sự dân phục của mục sư Lý Hoài Bảo mà chúng con cũng được dự phần hầu việc Đức Chúa Trời. Cha ơi, chúng con rất là biết ơn Ngài cho chúng con nhìn thấy tấm gương này mà chúng con vi với Ngài, không có chập phần ân điển. Chúng con đi với Ngài, chúng con không nản lòng, mà chúng con nhìn thấy tấm gương mà của ngoại lộc và mẹ Tý, những cái thành quả mà ngoại lộc với mẹ Tý Đức Thánh Linh Ngài dùng để rồi trải qua, để rồi động lại. Hiện tại bây giờ chúng con cũng xin cho mỗi đời sống của chúng con đầy dẫy Đức Thánh Linh để mạnh mẽ, để rồi nối tiếp cái thành quả mà Chúa Ngài sắp sử dụng trên cuộc đời của chúng con. Trời, chúng con rất là biết ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài tiếp tục Ngài hành động qua đời sống của chúng con nữa. Trời, xin Cha sử dụng mỗi đời sống của chúng con để chúng con mỗi ngày biết vâng phục, tin cậy Chúa hoàn toàn và vâng phục Chúa một cách trọn vẹn, để qua đó mà kết quả cho nhà Chúa. Chúng con rất là biết ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn lại cho mục sư con là mục sư Lý Hoài Bảo mà Ngài đặt để ông chăn đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con xin Chúa Ngài cho ông vâng phục một cách trọn vẹn, qua đó mà cái sự dân phục này trải đến cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con rất là biết ơn Ngài. Chờ này chúng con cũng nhân danh Chúa Giêsu chúng con công bố rằng Chúa Thánh Linh Ngài sẽ yên ủi gia đình bà ngoại, yên ủi gia đình của mẹ Tý, yên ủi con cái hậu tộc và tan quyến. Chúa ơi, con cầu nguyện. Chúng con biết rằng chia tay người thân thì chúng con rất là đau buồn, nhưng mà chúng con cảm tạ ơn Chúa vì vui mừng chúng con có hy vọng là chúng con sẽ gặp lại mẹ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa gìn giữ lòng quỷ tưởng mỗi đời sống của chúng con, để rồi chúng con làm theo những cái điều mà
Chính Chúa Ngài đang hành động, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa bao phủ và quan phòng trong những ngày tang lễ. Xin Chúa quyết Chúa Giêsu bao phủ và thêm sức mới cho người thân yêu của mẹ và ngoại nữa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và chúng con dâng mọi điều vinh hiển lên trong tay Ngài. Buổi tối hôm nay chúng con tin rằng bài học này sẽ ghi lại trong lòng của chúng con, để mọi người chúng con biết áp dụng chơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, chúng con tin rằng trong những ngày tới Đức Thánh Linh sẽ hành động, vương quốc của Chúa được phát triển qua mỗi đời sống của chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con chúc phước cho tất cả mỗi tâm lòng của chúng con luôn nóng cháy cho Ngài. Sự sức dầu mới đầy dẫy trên mỗi chúng con, Đức Thánh Linh đầy dẫy bên trên và bên trong của chúng con. Xin Đức Thánh Linh Ngài tiếp tục, để rồi chúng con công bố rằng chúng con đầu phục Đức Thánh Linh hoàn toàn. Chúng con lệ thuộc Ngài. Đức Thánh Linh ơi, xin Chúa tiếp tục khai phóng hội thánh của Ngài, khai phóng mọi tâm lòng của chúng con. Cha ơi, chúng con rất là biết ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ở cùng và quan phòng trên hết tất cả đời sống của chúng con, đặc biệt là gia đình mục sư Lý Hoài Bảo. Xin Chúa chiếm hữu đời sống của ông hoàn toàn, chiếm hữu cô Trang. Gia đình của ông là một gia đình gương mẫu, gia đình của ông là một cái gia đình ở trong sự hiện diện của Ngài. Mặc chiếc áo tình yêu thương, chiếc áo công nghĩa, chiếc áo bên trong tấm lòng ngợi khen và luôn luôn đầy dẫy quyền năng của Chúa, đầy dẫy tràn ngập trên mỗi đời sống của chúng con, giống như là lời Thi Thiên 133 mà Ngài hứa với mỗi đời sống của chúng con. Chúng con công bố điều này sẽ áp dụng. Kìa, chúng con ăn ở hòa thuận thật tốt đẹp thay, khác nào mà dầu quý giá đổ ở trên đầu, đổ xuống gâu tức gâu của Argon và chôn áo người, khác nào xuống móc hẹp mơ từ trời xa xuống. Tại núi Si-ôn Ngài hứa Ngài ban phước cho chúng con có sự sống đời đời. Chúng con công bố lời này sẽ ứng nghiệm trên mỗi đời sống của chúng con. Cha ơi, chúng con biết ơn Ngài. Chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài. Mọi vinh hiển, oai nghi cả thể đều thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Và chúng con dâng lời cảm tạ Chúa. Chúng con cùng hết thảy dân sự mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn chị Núi rất là nhiều. Trước khi chúng ta đến với lời cầu nguyện của chị Tám, thì chúng ta sẽ có một bài hát, đó là hát chương hầu của Chúa. Chúng ta biết rằng những ngày sắp tới thì bên bên ngoài sẽ cho biết cái ngày để làm lễ. Thì hội thánh chúng ta cũng có buổi lễ làm lễ tang cho mẹ. Cảm ơn Chúa. Tôi mong rằng xin Chúa cho hội thánh chúng ta cũng có một sự buồn. Bởi vì thời gian mẹ ở Việt Nam, mẹ ở Cà Mau rất là nhiều. Rất là nhiều. Và cái sự gắn bó của mẹ với hội thánh cũng rất là nhiều. Thì tôi cầu nguyện đến rồi Chúa sẽ không những an ủi gia đình của ngoại, của mẹ, nhưng mà Chúa cũng an ủi hết thảy anh chị em, để chúng ta sẽ tiếp tục công việc của mẹ. Chúng ta sẽ hát bài hát chương hầu của Chúa. Thank you.
tiếp. Đó là cái cơ hội mà nói là yêu thương với mẹ không có. Chị tắm lại sẽ có nguyện. Xin phép được dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, kính ý của mọi một chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con được làm con của Ngài. Chúa cũng dùng, Chúa là bà ngoại, sao Chúa cũng kêu gọi mẹ từ xa xôi để mẹ đến hội thánh thiên ái để rồi âm thầm hầu việc Chúa, chăm sóc cho mỗi một chúng con. Chúa ơi, mẹ bỏ cả tiền của để lo cho tất cả trong hội thánh của chúng con, từng người một dạy dỗ mọi điều và cũng lo cho chúng con. Mỗi lần con cái Chúa lên, mẹ lo cho từ miếng ăn, mẹ từ sự mẹ nói với con là mẹ rất yêu mục sư Bảo. Mẹ nói mục sư Bảo thiếu tình mẹ sớm, mẹ yêu. Chú ơi, con biết là Chúa đang yêu mẹ giờ này. Con biết mẹ đang ở trên thiên đàng, mẹ đang vui mừng, thì xin thánh linh của Ngài cũng đến an ủi gia đình của bà ngoại, an ủi gia đình của mẹ, tại Chúa và an ủi mỗi một chúng con nữa, để chúng con theo dọc tấm gương của mẹ để trong những ngày sống trên đất này, để chúng con sống cho đẹp lòng Chúa. Con tin rằng khi chúng con sống đẹp lòng Ngài thì chúng con sẽ gặp mẹ trên thiên đàng. Chúa ơi, qua tấm gương đó mà chúng con đừng sống một nơi để sống đừng sai lệch lời của Ngài, biết yêu thương người khác cũng như mẹ, biết lo phục vụ công việc Chúa cũng như mẹ, chăm sóc cho mọi người. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Chúa đã chọn mẹ để rồi qua những ngày cuối cuộc đời, con tin rằng Chúa luôn luôn, con biết rằng mẹ đã vui mừng vì mẹ đã phục vụ một đấng sai phái mẹ để mẹ làm tròn bổn phận đó, thì xin Chúa cũng ban ơn cho mẹ được đầy ơn đầy sự phước hạnh của Ngài trong những ngày con cái của mẹ những ở bên Mỹ và gia đình của ngoại. Xin Chúa cũng ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước trên tất cả
anh chị em của mẹ được bình an, vì biết rằng mẹ đang ở trên thiên đàng, mẹ không còn gần gũi chúng con nữa, nhưng con biết rằng Chúa sẽ ở cùng chúng con để nhắc nhớ cho chúng con biết rằng phải nhìn tấm gương của mẹ mà qua cuộc đời của chúng con nữa. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài, con xưng những lời cầu nguyện con lên cho chính mình Ngài, con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn chị Tám. Kính thưa đảnh, chúng ta sẽ chiều thì tôi cũng buồn, nhưng mà khi tôi nhớ lại tôi có chia sẻ với hội thánh của Chúa về một điều trước đây mà khi Chúa Giêsu, về câu chuyện Chúa Giêsu khi mà Giăng Báp-tít bị chém đầu, và lúc bây giờ thì người hầu của Chúa mà Giăng Báp-tít là người hiểu Chúa Giêsu nhất, có nghĩa là lúc đó là chỉ có Chúa Giêsu với Giăng Báp-tít, nhưng mà Giăng Báp-tít bị giết, thì sau đó thì Chúa Giêsu rất là buồn, Ngài đi vào nơi vắng vẻ. Nhưng mà kinh thánh cho chúng ta biết là khi Ngài đi vào nơi vắng vẻ như thế đó, trên đường đi đó, thì Ngài thấy những con người đám nhân đông, thì Ngài tiếp tục Ngài trỗi dậy, Ngài tiếp tục chữa lành, Ngài tiếp tục giảng tin lành, Ngài tiếp tục phục vụ. Đây là điều khích lệ tôi, và tôi tin rằng chúng ta có thể buồn nhưng mà mẹ thì đang vui, bởi vì cũng cảm ơn Chúa là thời gian mà mẹ chở bệnh lại thì không lâu, mẹ không có đau đớn nhiều, thì đó là cũng cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa, đặc biệt là bà ngoại, thứ hai nữa là những người thân của mẹ, con của mẹ hay là cháu của mẹ. Bây giờ thời gian mẹ sống, mẹ hầu của Chúa thì mẹ đi rất là nhiều, thế nên con, những người con của mẹ thì cũng buồn. Một điều nữa đó là khi bà ngoại báo, bên ngoại báo cái ngày lễ, thì ở đây chúng ta cũng tham dự, và sau đó hội thánh chúng ta sẽ làm lễ tang cho mẹ, lễ tang, lễ chịu tang đó, thì hội thánh nếu anh chị em nào có tham dự thì cho chúng tôi hay để chúng ta cùng có buổi lễ này. Dạ, sau giờ này thì tôi muốn mời một người nữa cầu nguyện. Cô Dung có thể thay mặt cầu nguyện thêm nữa. Dạ. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cùng amen với lời cầu nguyện của cô bé Mười cũng như cô Tấm Lệ. Cảm ơn Chúa. Vì chúng con biết rằng giờ này ở nước Chúa, mẹ không còn đau bệnh nữa, ngoại không còn bệnh tật nữa. Mẹ đã đánh trận tốt lành và chạy xong cuộc chạy, và mẹ cũng đã giữ vững đức tin. Con tin rằng Chúa sẽ ban cho mẹ mão triều thiên của sự sống. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài là một tấm gương hầu việc Chúa, dâng mình hy sinh hết tất cả vì Chúa, vì hết thảy nhân loại, và trong đó có chúng con. Mẹ đã cưu mang hết thảy chúng con rất là nhiều. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con không quên được những ngày ở tại hội thánh thiên ái. Mẹ dành hết tình yêu thương để rồi giúp đỡ cho dân sự của Chúa ở tại nơi đó, trong đó có con. Con cầu nguyện để rồi xin Chúa yên ủi lòng hết thảy chúng con, vì trong chúng con thật sự rất là yếu đuối trong xác thịt này. Biết rằng mẹ về với Chúa, nhưng mà chúng con vẫn đau buồn vì vắng bóng mẹ. Nhưng mà con tin rằng Chúa Thánh Linh là đấng yên ủi. Xin Chúa cũng ban phước cho tan quyến, cũng như ban phước cho gia đình con cháu của mẹ và ngoại. Xin Chúa ở cùng ngoại, gìn giữ sức khỏe của ngoại. Con cũng biết được về con gái, mẹ là con gái thứ hai của ngoại, nhưng mà tạ ơn Chúa khi ngoại hay tin mẹ về với Chúa thì ngoại cũng rất là bình tĩnh, và ngoại cũng không có phải bị sốc hay là ngỡ ngàng. Con cảm ơn vì sự bảo vệ của Chúa, cũng như vì sự yên ủi của Ngài trên ngoại. Con cầu nguyện trong những ngày tang lễ thì xin Chúa Thánh Linh là đấng ở cùng gia đình hết thảy người thân yêu của mẹ, đặc biệt là Chúa giữ gìn bà ngoại được
bao phủ và bảo vệ ở trong sự che chở của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Thánh Linh là đấng dẫn dắt chúng con ở trong tham dự phần tang lễ này. Xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con, đặc biệt là dẫn dắt lãnh đạo chúng con là một sư lớn Hoài Bảo. Ở trong ơn của Chúa, xin giúp đỡ chúng con để chúng con được dự phần tang lễ cùng Chúa ơi, với gia đình của mẹ Tý cũng như là hết thảy con cái của mẹ và người thân yêu của mẹ. Con biết rằng mẹ đi rất là nhiều nơi, rất là nhiều người biết về mẹ và biết về công việc hầu việc Chúa của mẹ. Con cảm tạ ơn Chúa điều đó. Chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa cũng nói rằng vinh quang sau sẽ lớn hơn vinh quang trước. Chúng con cầu nguyện hết thảy chúng con thấy tấm gương của mẹ và ngoại hầu việc Chúa, chúng con không có nản lòng. Để rồi chúng con cũng tiếp tục bước theo cái sự hướng dẫn và chỉ dạy của mẹ và ngoại đã bước đi theo. Con cầu nguyện đặc biệt cho hết thảy chúng con ở tại nơi đây hãy vững lòng. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin Chúa ban cho hết thảy chúng con và gia đình ngoại, gia đình mẹ và hết thảy anh chị em bên họ hàng của ngoại và mẹ. Chúa ơi, luôn luôn có sự bình an, bình tĩnh và bình tịnh, luôn luôn có cái sự gọi là vui mừng ở trong lòng vì biết rằng mẹ được cũng được về với Chúa, và chúng con có một hy vọng là chúng con sẽ gặp nhau ở tại thiên đàng. Chúa ơi, bởi vì ở trong Chúa Giêsu chúng con có sự hy vọng, chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ đến điều này để chúng con cầu nguyện cho tang lễ được diễn ra thật là tốt đẹp. Tang lễ diễn ra để đem vinh hiển lên cho Chúa. Chúng con công bố rằng khi mẹ sống ở trên đất này, mẹ đem vinh hiển lên cho Chúa. Và khi mẹ về với Chúa, tất cả những người đến dự đám tang, có ai chưa tin Chúa thì con công bố rằng vinh hiển của Chúa cũng sẽ bày tỏ ra cho họ nữa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện buổi tối hôm nay chúng con dâng hết thảy chúng con cũng như gia đình của ngoại và mẹ, hết thảy người thân cũng như lãnh đạo của con là một sư lớn Hoài Bảo lên tay của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con biết ơn Ngài. Và chúng con cùng nhau hiệp ý thành kính trong lời cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Thạch Trung rất là nhiều ạ. Dạ. Thì giờ này trước khi chúng ta mở mic mở cam bên chào nhau, xin mời cô Lam sẽ có thông báo ạ. Dạ, Shalom. Kính chào quý hội thánh. Chào mừng quý ông bạn chị em đã đến với chương trình thông báo của hội thánh Pháp Tiết Thiên Ái. Dạ, vậy sau đây là những thông báo quan trọng trong tuần này. Dạ, kính thưa quý ông bạn chị em, vào ngày mai lúc 9 giờ sáng thì chúng ta kính mời quý ông bạn cho em cùng tham dự chương trình truyền giảng Giáng sinh cùng với ông mục sư Phạm Hồng Phú cùng với phòng dung của chúng ta ở trên đây. Ngày mai mục sư Phú sẽ chia sẻ lời Chúa và truyền giảng Giáng sinh cho hội thánh chúng ta vào lúc 9 giờ. Yeah. Và tiếp theo đó là chương trình tĩnh nguyện lúc 5 giờ 30 từ thứ hai cho đến Chủ nhật vẫn diễn ra bình thường. Yeah, và chương trình học giáo lý căn bản lúc 1 giờ 30 từ thứ hai cho đến thứ bảy thì vẫn diễn ra bình thường và vẫn cùng phòng một phòng Zoom của chúng ta. Và chương trình cầu nguyện cho Việt Nam lúc 9 giờ tối từ thứ hai cho đến thứ sáu thì vẫn diễn ra bình thường trong tuần này. Cảm ơn quý ông bạn cho em để nghe thông báo của quý hội thánh. Cảm ơn quý ông bạn cho em. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Shalom. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Lam rất là nhiều. Thì giờ này cô chú có thể mở mic mở cam lên để chúng ta cùng chào nhau. Xin Chúa ban phước cho thầy của chúng bạn chị em có một giấc ngủ ngon.